thay đổi âm báo tin nhắn trên Messenger cực dễ. Bạn đã thử chưa? Vào Messenger, bấm vào avatar của mình, chọn phần thông báo và âm thanh. Các bạn bấm vào ngữ điệu văn bản. Đó, ở đây có rất nhiều âm báo tha hồ cho các bạn lựa chọn luôn nè. Còn một cái nữa là mấy bạn có thể đổi thông báo tin nhắn của từng cuộc trò chuyện luôn nha. Bằng cách nào hả? Là ấn vào mục trò chuyện của người đó, ấn vào avatar, lại chọn vào phần thông báo và âm thanh. Đó, các bạn sẽ thấy phần ngữ điệu văn bản. Việc cần làm bây giờ là các bạn chỉ cần bấm cái âm báo mà các bạn yêu thích dành cho cái cuộc trò chuyện này là ok. Rồi, để giờ tôi test thử cho mấy bạn coi nha. Đó, một cái âm báo tin nhắn Messenger khác bọt hoàn toàn. Khỏi lo đụng hàng rồi nha. Ok, quá đơn giản. Chúc các bạn thành công. Đừng quên ấn tim và follow để có thể theo dõi những video hay tiếp theo nhé.